Hello. Mình tên là Kazu của nhóm Double Wish. Bây giờ ở số 118 đường Bình Cối, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao mình đứng ở đây? Thì lý do là ăn cháo ha. Mình đọc một báo trên mạng, trang báo đó đổi tiêu nhiều món ăn Việt Nam nhé. Và không phải là món ăn Việt Nam, nhà hàng giới thiệu nhiều nhà hàng ở đây cũng được giới thiệu trên trang đó nè. Quán tên là quán cháo Việt Thăng Đa Gốc Nhà Lá nè, có thể nổi tiếng nè. Và bây giờ cũng đông người nên hấp dẫn, cho nên là đi thôi nha. Wow, nhiều quá. Nhưng cái này là cho hai người á, là cháo vịt nha. Sau khi sống ở Việt Nam, ăn cháo một hai lần thôi á. Khi đi du lịch Hà Nội thì ăn cháo, nhưng mà khi đó cháo là màu trắng nha. Thế là hơi là màu vàng á, màu nâu á, nên là đặc biệt nha. Ăn đúng nhãn mà mọi người khi cáo bừng hoặc là bị cảm là bị đau cơ quan tiêu hóa là ăn cháo đúng không? Nghe là vì là tối qua mình cũng đi ăn nhiều nên bây giờ là hơi đau đầu này. Ăn có nhà được này. Chắc chắn có nước dùng của thịt gà nên rất ngon. Và ở đây có đặc biệt là thịt này. Có kẻ đó, nước mắm và tỏi và ớt và đường này. Có kẻ đỏ tắt ngon mà cái không cay à. Cái này có vị muối tôi nè, có nước này không phải pho nên rất ngon nè. Khi ăn nước mắm này thì hợp nhau này ngon hơn nè. Bình thường là mình không sử dụng nước mắm mắm tôm nè, nhưng mà ở đây là tươi nè. Hơi vị nhạt nên tốt cho sức khỏe. Nếu mọi người đều thấy vị nhạt thì dùng chai thì đậm hơn và có vị nhiều hơn nên ngon. Cái này cũng có là gừng đó. Sau khi ăn cháo này thì có thể
sẽ trở nên nóng hơn nữa. Bây giờ rất vui, hôm nay mình gọi cho hai người nhé. Hai người thì 200.000 nữa. Hai tô cháo và một đĩa thịt nhé. Đầu tiên mình nghĩ là hơi mắc, nhưng mà sau khi ăn cháo này thì hiểu rồi nhé. Là rất là ngon và có nhiều dị ứng nhé. Nên tất cả hai người 200.000 là ok được rồi nhé. Tại sao mình biết nhà hàng này nhé? Thì ở đây là được giới thiệu trên mặt nhé. Top 20 nhà hàng ở Bình Thạnh. Nếu mọi người đến quanh Bình Thạnh thì hãy ghé ở đây nha. Chắc chắn ngon nè. Ở đây được giới thiệu 84 à. Này hơi trước nhá. Là 6 tháng trước. Sự thật là mình đã đi ở nhà hàng khác được giới thiệu trên màn đó nè. Nhưng ở đó là bây giờ là đóng cửa mà không hoạt động. Đây, có thể mình nghĩ là do corona nè, do dịch corona mà đây là vẫn không mở cửa hàng. Cháo nhà hàng này là có nhiều súp nha. Cháo Nhật Bản là không phải như vậy nha. Con này là hơi nhỏ nè. Có thể là sai à. Giống như là con tắm nha. Súp nhiều nên ăn hơn sơ nè. Cái này à. Ui. Ngon. Và thịt này mềm và có nước. Hơn nữa là ở đây có da vịt nhé. Cái này cũng ngon đấy. Mình rất thích da gà. Hoàn hảo nè. Siêu ngon đặc biệt nè. Nên nếu mọi người đến ở Bình Thạnh, quận Bình Thạnh thì hãy đến nhà hàng này nha. Và chắc chắn mọi người thấy ngon. Và nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha. Bye bye. Mình tên là Kazu nha. Bye bye.